Chiều ngày 26 tháng 7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2019 với sự tham gia của 103 học viên đến từ các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 năm 2019. Sau 4 ngày học tập, các học viên đã được trao đổi nghiên cứu 7 chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới chính sách pháp luật của nhà nước việt nam về bảo vệ an ninh chính trị kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng việt nam nội dung cơ bản của các luật quốc phòng an ninh quốc gia nghĩa vụ quân sự giáo dục quốc phòng và an ninh dân quân tự vệ biên giới quốc gia biển đảo Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Kết thúc khóa học các học viên tổ chức viết bài thu hoạch, kết quả có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 90% đạt khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ kiến thức cho học viên về lý luận chính trị, về chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, về vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn khi trở về địa phương đơn vị công tác tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa